Bạn còn không Facebook gì tìm tên rất là lâu. Anh Ken mô tô của em nấu. Hồi chưa giờ cho người ta 500 kc đó ha, nhưng mà không cho em ha, hứa rồi, hứa chứ không có cho. Tôi theo dõi kc của ông hết rồi đó. Hồi sáng giờ bên like con nhỏ nào hay gì á. Hồi hôm qua là 28k, hôm nay là 28k 500. Thôi mà không nói nữa, thà là người đừng có hứa, hứa tao với tối xong cái không, cái hứa cái không cho tối, cái không cho luôn. Mà nói tôi like đi rồi qua, rồi tôi like cũng đâu có qua. Ok anh nạp xong rồi nói cho em hay nha, em quay phim lại nha. Giảm sát khỏi không cần anh, nó không dám sát anh nữa. Hứa gì mà lời hứa là khờ, lời hứa gì, lời hứa như gió bay vậy đó, lời hứa như gió bay vậy đó. Hồi trưa hôm qua hứa là cho tôi đã xong cái nói tối đi xong cái tối cũng không thấy đâu luôn. Xong cái hôm nay nạp cũng đâu cho tôi viên nào đâu, cho người ta không, không cho tôi viên nào hết trơn, cho người ta không. Vậy mà nó yêu tôi thương tôi, ghét những người mà nói dốc láo gì đó nha. Khỏi trời mệt. Mệt ghét. Mày lên cãi mẹ tao nha, mặt lồn. Hài có lồn má mày chứ, Hài Thanh Nguyễn Thanh. Hài có lồn má mày á, má mày đóng phim hài ở nhà mày, về mày coi má mày đi. Tao đang bực mình đó nha mấy thằng lồn. Lội mày lụm về cho cái mẹ mày bú đi. Mày lồi mày lụm về cho cái mẹ mày bú đi. Mặt lồn. Đó, chết. Bồ muốn tắt like quá, không muốn like nữa. Không biết ông nội kia mới cho mô tô không? Không có thôi, dặn rồi, hứa cho tôi không cho, tôi dặn rồi. Hứa tôi như cái gì mà không giữ lời. Cái gì like đi anh hứa. Bạn mà nạp, nạp vô 500 kc, hồi sáng giờ 500 kc cho ai khai thiệt đi. Thay thiệt đi là sao 500 kc giờ sáng giờ anh cho ai? Vậy mà anh nói anh yêu tôi đó hả? Anh nói anh thương tôi, nói yêu tôi. Xà lách thua là nó trừ cho nó có lâu rồi, có lâu nó tăng đậu lên, nó tăng kim cương là sao? Anh này là anh cho người ta, anh nạp vô là cái xe rồi nó chưa có hiện cái số cho đi mà. Nó hiện là cái hiện số đậu cho đi mà. Sao không nói? Tôi nói nè. Mấy em bánh bèo nó phải đi làm cái gì vậy mấy em bánh bèo?
Chị không cơ bánh bèo đây đâu nha. Anh nạp. Mệt, không biết, mệt. Ghê. Đụng má mẹ, chứ đụng má ai mặt lồn. Đĩ mẹ mày chưa đủ tuổi chứ đụng má tới đâu mày hiểu không? Mày chưa có đủ tuổi đâu mày hiểu không? Mày chưa có đủ tuổi đụng má đâu mày hiểu không? Chỉ có tao đụng má mày thôi. Chứ mày chưa có cửa đụng má tới đâu mày hiểu không? Cái dạng con nôi nằm dưới lồn của bà. Súc vật. Não chó hay gì á. Giữ cái mẹ tao không thích biến đi. Mặt lùn. Tao đang nói chuyện đàng hoàng. Để tao nói chuyện đàng hoàng như mấy thằng chó. Đừng có chọc tao chữ nha. Hello số đen. BD cũng hết của thằng Trang. Cái mẹ mày đâu mà tôi nói hoài vậy. Không có dịp tôi lượn đi. Không có muộn tôi bay xem. Hello chị ba nha. Vô đồ uống má không cho một viên đậu rồi đừng có xạo lồn ở đây hiểu không? Hello. Happy Moto Show Emo. Ok. Moto Yellow. WhatsApp. Ok. No Moto No Show. Moto Show. Ok. Hello anh nha. Gì? Càng lúc càng tức tụi nó càng hả hay đó cưng kệ đi hả hay cũng đâu làm được cái lồn gì em tụi nó cào phím mỏi tai của em ở trên đây em chửi trên đầu cha đó em chửi tụi trên đầu cha nó đầu xuống đâu hèm đọc cái manh của nó đâu em chửi cái con gái mẹ nó luôn rồi cái ông nội tắt tắt gì nè đụ má nó chờ ông chút xíu đi mất mẹ luôn rồi. Bực bội trong mình quá trời rồi đó nha. Gì là cái gì kệ anh ta. Bực bội trong mình rồi đó. Tôi bực bội mà trời ơi. Motor của tôi đang tôi sắp lên level 35 rồi đó. Tôi sắp lên level 35 rồi đó, nghe tôi nói gì không? Hồng đó không hép nó thích banh gì nè sao ổn. Điện thoại gì đẹp vậy hả má? Ra tiệm mua. Đang bực mình trong mình nha. Lấy ông gia đình xiết cổ tới chết chứ vừa lòng đi. Về nhà kêu gái mẹ mày á, mẹ mẹ bà cõi rồi tôi xem cái đi rồi nếu bà cõi thì tao cõi cho mày coi ha. Hai đồ giấu mặt đồ ghét.
BD mà xấu làm BD làm cái gì mà ngu. BD là phải đẹp, mày hiểu không? Đi mẹ mày, BD xấu làm cái lồn gì? BD là phải đẹp. Cha Quỳnh, Thì Quỳnh gì nè, Thí Quỳnh gì nè. Bây giờ có ai cho tôi 100 kc nữa không? Tôi 100 kc nữa đây, 100 kc nữa thôi. Ai cho tôi không? Ở đây có idol nào thương tôi không? Cho tôi đi. Bé Di nè, idol bé Di nè. Con đĩ nướng lồn nè. Đồ mẹ ngồi chỗ không ngồi nè. Bay ra bay vô nè. Trời ơi, nhảy từ sáng nha, của tụi em không cho tao một viên nào luôn á tụi bay. Không thèm. Không có thèm, nó ghét. Cảm ơn Quỳnh Hải nha. Anh ơi đừng cho em cái trứng đó anh ơi, đừng cho em cái trứng, đừng cho em cái trứng. Cho em bông hồng đi anh, bông hồng hay cây gậy đi anh. Đừng cho em cái trứng. Xin từng viên đó anh. Tại cái trứng đó anh cho em 2 kc nhưng mà em nhận có 1 kc à. Còn thương em thì anh bấm vô cái bông hồng anh cho em combo 10 đi anh. Còn không thôi anh cho em cái gì anh bấm vô combo 99 cho em cũng được. Còn 100 kc nữa thôi mọi người. Đi đạt 2,5 sao đi mọi người. Anh Quỳnh Hải ơi, em năn nỉ anh luôn á anh. Anh thương em mày cho em đi anh. Anh Quỳnh Hải ơi, anh còn đây không? Đi ra luôn rồi, cho có mấy viên nó đi ra luôn rồi. Ơi là trời. Trời ơi là trời. Mấy con đĩ nha, tao nói mày nghe, tao không cần tao follow đâu nha, mấy con đĩ bèo. Follow làm gì cái đi ra.